Lễ Nam cho biết em gái song sinh là động lực để cô bước chân vào showbiz. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô lắng nghe nhận xét của khán giả để hoàn thiện mình hơn. Sau khi ghi tên mình vào top 16 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Lễ Nam bất ngờ thử sức ở lĩnh vực ca hát bằng việc tham gia trời sinh một cặp. Dù không tiến sâu tại cuộc thi, song nỗ lực của cô được khán giả đón nhận. Trò chuyện với chúng tôi về màn lấn sân này, người đẹp sinh năm 96 cho biết. Đam mê ca hát của cô đã được nuôi dưỡng từ lâu, thậm chí Lệ Nam khẳng định, việc bước vào showbiz là để theo đuổi ước mơ này. Tôi đang trong quá trình thực hiện nó, nên hy vọng sẽ sớm có những sản phẩm để dành tặng khán giả, cô nói. Về quan điểm người đẹp đi hát, Lệ Nam cho rằng điều đó là rào cản hay thuận lợi, còn phụ thuộc vào suy nghĩ, quyết định của mỗi người. Với cô, việc được đứng trên sân khấu để theo đuổi niềm đam mê đã là niềm hạnh phúc Tôi chỉ sợ rằng mình không đủ can đảm thực hiện ước mơ thôi, chứ không sợ gắn với danh sân này. Tôi nghĩ một khi mình đã làm điều gì bằng trái tim thì sẽ được đón nhận. Mỹ nhân quê Tiền Giang chia sẻ. lễ Nam tâm sự thêm, em gái song sinh là động lực để mình bước chân vào showbiz và theo đuổi niềm đam mê. Khi cô quyết định lấn sân sang ca hát, cũng nhận được sự ủng hộ cổ vũ từ phía nam em. Top 16 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 chia sẻ Tôi tin khán giả yêu thương nam em cũng sẽ ủng hộ tôi. Nói thêm về những lời khen chê khi thử sức ở lĩnh vực mới. Lệ Nam cho hay, cô học cách lắng nghe bản thân và dung hòa những nhận xét của khán giả để có hướng phát triển tốt nhất cho tương lai. Trước đó, việc Lệ Nam dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Không ít người mong chờ chị gái nam em tiếp tục thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khác trong thời gian tới. Nói về điều này, Lệ Nam cho biết Mọi thứ vẫn là bí mật. Song cô không phủ nhận đấu trường hoa hậu hoàng vũ Việt Nam 2022 giúp cuộc sống của mình có sự thay đổi lớn, được nhiều người biết đến hơn. Tôi thấy hạnh phúc khi mục đích, lý tưởng của mình đã được mọi người hiểu và lan tỏa. Tôi thấy bản thân đã thực hiện được sứ mệnh của mình tại cuộc thi, cô bày tỏ. Lệ Nam chia sẻ trong hành trình tham gia nghệ thuật, cô từng tuyệt vọng khi đối diện với những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên sau đó cô học cách lắng nghe bản thân, biết vận dụng sức mạnh của mình để tỏa sáng về việc bị nhận xét tình cảm, người đẹp sinh năm 96 nêu quan điểm: Cảm tính khi mình biết ứng dụng đúng chỗ thì sẽ tốt. Tôi nghĩ không có bậc thang số 1 thì sẽ không có bậc thang cuối cùng. Con người ai cũng có những giai đoạn bước lên những bậc thang và học được những bài học riêng để hoàn thiện mình hơn.